vị, các bạn và các em thân mến, qua buổi giao lưu tại Kovaleskaya dành cho các thanh thiếu nhi lứa tuổi từ 9 đến 14 là con em của bà con cộng đồng người Việt tại Ukraine. Một bạn nhỏ có tên là Eric Nguyễn, 12 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Ukraine, mẹ là người Việt Nam. Mặc dù không hiểu nhiều về tiếng Việt nhưng khi nghe một sáng tác của nhạc sĩ Trương Quang Lực, em đã nhận xét. Bài hát Em yêu Tổ quốc Việt Nam với giai điệu và ca từ thật hay và ý nghĩa. Cảm ơn nhạc sĩ Trương Quang Lực đã để lại một bài ca đi cùng năm tháng tuyệt vời đến thế. Vâng, niềm tự hào dân tộc không những đến với những bạn nhỏ trong nước mà còn chảy trong dòng máu người Việt Nam trên toàn thế giới. Ngay sau đây xin mời quý vị, các bạn và các em cùng đến với giai điệu tự hào đó qua ca khúc Em yêu Tổ quốc Việt Nam qua phần trình bày của các em đội văn nghệ nhà thiếu nhi huyện Yên Mô.